Tin giáo sứ Tây Ninh. Thiếu nhi giáo sứ Tây Ninh xưng tội và rước lễ lần đầu. Sau một thời gian học hỏi giáo lý và với lòng ước muốn thiết tha, hôm nay giáo sứ Tây Ninh hân hoan cử hành thánh lễ cho 34 em xưng tội và rước lễ lần đầu. Thánh lễ được bắt đầu vào lúc 7:45 Chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018. Thánh lễ do cha chánh sứ Gioan Võ Hoàng Sinh chủ tế. Tham dự thánh lễ ngoài quý sơ, anh chị huynh trưởng, giáo lý viên, quý phụ huynh, còn có rất đông bà con trong và ngoài giáo xứ. Đối với các em thì hôm nay là một ngày trọng đại, bởi chính Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong linh hồn các em và các em được nên một với Người. Trong bài giảng, cha Gioan đã giúp các em hiểu được ý nghĩa của ngày trọng đại này, ngày được đón rước Chúa. Hôm nay, lần đầu tiên các em được lãnh nhận hai bí tích, đó là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Nếu bí tích hòa giải giúp các em giao hòa với Thiên Chúa, thì bí tích thánh thể lại cho các em được nếm thử hạnh phúc nước trời ngay khi còn ở trần thế. Cha cũng giúp các em hiểu rằng khi mình rước lễ, không phải là ăn bánh bình thường như các loại bánh trái mà các em đã từng được cha mẹ và mọi người cho ăn trong suốt thời gian từ khi mới sinh ra cho đến ngày hôm nay, mà chính là đang rước Chúa và Chúa đang ngự trong lòng các em. Vì vậy các em phải vui mừng, phải hạnh phúc vì được Chúa ở trong mình. Cuối thánh lễ, một thiếu nhi đại diện đã cảm ơn cha xứ, quý sơ, quý thầy và anh chị giáo lý viên đã giúp các em có được ngày lễ trang trọng và ý nghĩa hôm nay. Em đại diện cũng nói lên lời xin lỗi cha mẹ và cảm ơn các đấng sinh thành đã có công dạy dỗ và nuôi nấng các em trong suốt thời gian qua, nhất là đã vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày để cho các em được đến học hỏi lời Chúa và được rước lễ ngày hôm nay. Sau thánh lễ, cha Gioan đã trao thưởng cho các em thiếu nhi có thành tích xuất sắc cũng như các em có nhiều cố gắng và thành quả tốt đẹp trong thời gian học hỏi giáo lý năm vừa qua.